đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao để sản xuất dưa an toàn, nâng cao hiệu quả kinh tế. Sở Y tế Hải Phòng đề nghị các cơ sở y tế và các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tích cực chuẩn bị chợ quê Thời Mạc lần thứ 2 được tổ chức vào các ngày 19 đến 21 tháng 7 năm 2024 tại khuôn viên di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ đường Họ Mạc, huyện Kiến Thụy. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vụ dưa xuân hè 2024, nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, hướng đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao để sản xuất dưa an toàn, nâng cao hiệu quả kinh tế và khắc phục rủi ro trong quá trình sản xuất. Hiện nay, tại một số xã thuộc các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, nông dân đang thu hoạch rộ các loại dưa chuột, dưa hấu đỏ, dưa vàng, dưa lê của vụ xuân hè. Theo phản ánh của bà con, thời tiết thuận lợi nên các loại dưa trồng đều cho năng suất, hiệu quả, kinh tế cao. Bên cạnh dưa trồng đại trà ngoài trời, nhiều loại dưa trồng trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao cũng xuất hiện phổ biến hơn trên thị trường. Việc thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại để nâng cao hiệu quả được nhiều nông dân quan tâm. Cùng với đó là sự quan tâm đồng hành của các cơ quan chuyên môn, tuyên truyền hướng dẫn phổ biến nội dung nghị quyết 10 năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Của Hội đồng Nhân dân thành phố để các hộ có nhu cầu thụ hưởng, trồng dưa đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể tiếp cận hỗ trợ các hộ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của thành phố về giải pháp cung cấp nước sạch khu vực nông thôn, huyện An Dương đã tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng hoạt động của các nhà máy nước mini trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ điện nước Huy Chiên hiện đang vận hành quản lý 2 trong số 4 nhà máy nước mini trên địa bàn xã An Hòa. Để phục vụ nhu cầu, doanh nghiệp đầu tư 2 nhà máy nước với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Qua thực hiện chủ trương của thành phố về nhiệm vụ giải pháp cấp nước sạch nông thôn, công ty mong muốn được nâng cấp mở rộng quy mô nhà máy nước để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu về chất lượng nước phục vụ nhân dân. Chúng tôi xây dựng cái nhà máy nước này thì được nhà nước đầu tư từ cái năm 2010. Thì cũng cho được 2 cái bể, còn đâu toàn bộ vật tư mà chạy về đường ống và đầu tư đến ngày hôm nay mà thì chúng tôi phải xây dựng thêm các cái hệ thống mới để tạo cái điều kiện nước có chất lượng. Thế thì cũng chỉ mong muốn làm sao mà thành phố cũng như nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân và cũng tạo điều kiện cho các cái cơ sở vật chất này chúng tôi để đầu tư tiếp và tiếp tục chúng tôi phục vụ tốt. Còn nếu chúng tôi phục vụ không tốt thì chúng tôi cũng tự nguyện để xin trả ra. Qua rà soát, huyện An Dương hiện có 15 nhà máy nước mini được xây dựng theo chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2001-2015. Trong đó có 9 nhà máy đang hoạt động, 6 nhà máy dừng hoạt động. Để bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn, huyện An Dương tiếp tục yêu cầu các đơn vị cấp nước thực hiện nghiêm chỉ đạo về nội dung kiểm tra, vệ sinh chất lượng nước, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trường hợp các nhà máy nước không bảo đảm chất lượng theo quy định sẽ bị xử lý. Hiện nay, Ủy ban dân huyện An Dương đang giao cho Trung tâm Y tế huyện thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng đầu ra nước sinh hoạt, bảo đảm tiến độ thời gian. Trường hợp không bảo đảm chất lượng nguồn nước, thiết lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Ủy ban dân các xã tập trung rà soát hợp đồng, hồ sơ về hoạt động kinh doanh nước, yêu cầu cam kết bảo đảm chất lượng nguồn nước theo hợp đồng thỏa thuận cấp nước. Theo báo cáo của WHO, từ đầu năm đến nay, toàn thế giới ghi nhận 7,6 triệu ca mắc và có 3.000 ca tử vong do sốt xuất huyết dengue. Tại Việt Nam, tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận 24.843 trường hợp, 3 ca tử vong. Còn tại Hải Phòng, trong các tuần từ 22 đến 24, cũng liên tiếp ghi nhận các ca bệnh với số lượng tăng đột biến. Trước thực trạng này, Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế và địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến hết ngày 15 tháng 6, toàn thành phố ghi nhận 1.032, tăng 12,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, không có ca tử vong. Các ca bệnh rải rác tại 14 trên 15 quận huyện trừ Bạch Long Vĩ, tập trung nhiều ở các quận nội thành như Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An và huyện An Dương. Trong đó, Lê Chân nhiều nhất với 646, Hải An 169.
Thông thường thì dịch sốt xuất huyết chúng ta sẽ bắt đầu ghi nhận các ca bệnh từ tháng 6 và đến tháng 8. Sau đó đỉnh dịch của nó vào khoảng tầm 9 đến tháng 11. Tuy nhiên thì ngay từ đầu tháng 5 thì chúng ta đã ghi nhận các ca mắc. Từ đầu năm đến giờ thì chúng ta đã ghi nhận 131 ổ dịch. Trong đó ổ dịch đang hoạt động của chúng ta là 71 ổ. Các bệnh nhân ghi nhận thứ phát trong ổ dịch thì chiếm đến khoảng tầm 23,7%. Cái điều này nó rất đáng nguy hại cho cái việc mà chúng ta nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nó sẽ làm lan tỏa rất là mạnh. Hiện mới bước vào đầu mùa dịch, nhưng số ca bệnh có dấu hiệu cảnh báo đã chiếm 15%, gây nguy cơ rất lớn cho cộng đồng. Vì thế, phòng dịch là cấp thiết. Phòng chống sốt xuất huyết đanh phụ thuộc rất lớn vào ý thức vệ sinh môi trường, thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng, loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, phun hóa chất để diệt muỗi và phòng muỗi đốt. Khi bị sốt hoặc có các yếu tố nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không nên tự ý điều trị tại nhà. Nối tiếp thành công của sự kiện chợ quê thời mạc lần thứ nhất năm nay, chợ quê thời mạc lần thứ hai sẽ được tổ chức vào các ngày 19, 20 và 21 tháng 7 năm 2024, tức 14, 15 và 16 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại khuôn viên di tích lịch sử văn hóa quốc gia Từ Đường Họ Mạc, thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy. Chợ quê thời mạc là sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, chính thất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Chợ quê thời mạc lần thứ hai với sự tham gia của 40 gian hàng, bao gồm các mặt hàng nông lâm thủy hải sản, đồ gia dụng, tiêu dùng, đồ uống đạt tiêu chuẩn OCOP, các sản phẩm từ sữa, các món ăn đặc trưng vùng miền. Chợ được tạo dựng theo kết cấu chợ làng ở vùng quê xưa với kết cấu cột kèo bằng tre, mái lợp lá gồi, song vẫn đảm bảo chắc chắn, chống được mưa gió. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra chợ quê, sẽ có các hoạt động văn hóa nghệ thuật bên lề đặc sắc, từng bước đưa sự kiện chợ quê thời mạc trở thành một điểm hẹn văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, làm đẹp mà không quan tâm tìm hiểu cơ sở làm đẹp và dịch vụ thẩm mỹ có được cấp phép hay không thì không chỉ tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro đe dọa đến sức khỏe mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân nữ 19 tuổi ở tỉnh Hải Dương, cách đây một năm, bệnh nhân có nâng ngực tại một bệnh viện tư nhân trên Hà Nội, sau đó bị sưng đau kèm chảy dịch, điều trị nhưng không đỡ mà tiến triển nặng hơn nên đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Sau hội chẩn, bác sĩ đã tiến hành tháo túi ngực, bơm rửa ổ áp xe, cắt lọc hoại tử. Thì chúng tôi cũng tiến hành cái điều trị cho chị theo đúng phác đồ về hồi sức để đảm bảo cái chức năng sống và duy trì những cái dấu hiệu sinh tồn cho chị. Sau cái quá trình điều trị như vậy thì đến hiện tại thì chị đáp ứng tương đối tốt. Mặc dù cái tai biến làm cái ổ áp xe rất lớn vùng ngực bên phải đã được giải phóng rồi. Còn đây là chất liệu đặt vào cơ thể của bệnh nhân đã được các bác sĩ lấy ra khi phẫu thuật. Theo bác sĩ, đây là túi silicone không rõ nguồn gốc xuất xứ, có kích cỡ khoảng 3,5 lạng. Không chỉ biến chứng do đặt túi nâng ngực mà còn rất nhiều biến chứng khác của phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm filler quá tay dẫn tới mù mắt, hoại tử, tạo hình thành bụng không nắm vững chuyên môn dẫn tới đứt mạch máu thành bụng, hoặc thực hiện nội soi để đặt túi ngực gây chảy máu ồ ạt. Còn rất nhiều biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ ở những cơ sở không bảo đảm uy tín, không có trình độ chuyên môn, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật dẫn tới người bệnh tiền mất tật mang. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, làm thế nào để vừa đẹp vừa an toàn là điều mà mọi người nên quan tâm, tìm hiểu trước khi thực hiện. Vừa qua tại nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ sân khấu Biển Hẹn, hội nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng biểu diễn vở kịch Hoàng Hôn Không Nắng tham dự liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024. Vở kịch Hoàng Hôn Không Nắng có nội dung phản ánh về bi kịch của con người khi bị nghiện quyền lực, dùng quyền lực để lãnh đạo, để thỏa mãn tham vọng và đánh mất đi tất cả những điều tốt đẹp trong con người. Khi hết quyền lực, họ không thể trở về cuộc sống đời thường và đưa tất cả những người thân yêu vào guồng quay của bi kịch gia đình.
Vở kịch được thực hiện bởi ekip gồm tác giả, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Trương, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Dũng, chủ nhiệm chương trình, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thế Ban, chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng, với sự tham gia của các diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của thành phố. Buổi biểu diễn đã thu hút đông đảo khán giả tỉnh Thái Nguyên và công chúng yêu nghệ thuật trong cả nước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay, Sixteen Online. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.